lựa chọn ngay sản phẩm này các bạn nhé. MacBook Air 2020. Mua MacBook cũ mà uy tín ở Sài Gòn, chọn mua ở đâu nhỉ? MacBook cũ uy tín ở Sài Gòn, hãy đến Haro Shop. Nào chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn nhìn đầu kia đi. 1 2 3, nhìn sang trái. Và hiện tại mình đang có mặt ở Haro Shop, một trong những shop chuyên bán về những dòng MacBook rất uy tín trên thị trường. Và phía sau lưng của mình đây là nơi trưng bày những dòng MacBook từ MacBook Pro đến MacBook Air. Và nếu các bạn có hỏi rằng tại sao nơi chuyên bán về MacBook mà chỉ có dăm ba con máy thôi thì đừng lo lắng, xem tiếp video nhé. Như các bạn thấy hiện nay là phía sau lưng mình là một cái tủ trưng bày những cái hàng MacBook đã qua sử dụng ở tại Halo, với rất là nhiều những cái mẫu máy từ MacBook Air cho đến MacBook Pro, với rất là nhiều tùy chọn cấu hình từ i3, i5 cho đến i7 và i9, phục vụ tốt hầu hết cho tất cả những cái công việc của các bạn, từ học sinh, sinh viên cho đến những bạn nhân viên văn phòng, và kể cả những tác vụ nặng hơn như là editor hay là đồ họa đều có thể xử lý được một cách rất là mượt mà. Nếu các bạn muốn sự lựa chọn nhỏ, gọn, mỏng, nhẹ hay lựa chọn Mac Air và Mac Pro 13 inch nhé. Còn đối với những tác vụ nặng hơn thì như thế nào? Các bạn có thể lựa chọn những con Mac Pro 15 và 16 inch với cấu hình từ i7 cho đến i9 thì có thể đáp ứng được hầu hết những cái tác vụ nặng. Và đây là dòng MacBook Pro đời 2015. Tuy đã 6 năm tuổi rồi nhưng hiện nay dòng MacBook Pro 2015 vẫn là sự lựa chọn của rất là nhiều bạn. Và khi mà các bạn lựa chọn những chiếc máy đời cao như vậy, các bạn quan tâm về điều gì? Các bạn quan tâm về main có zin hay không, hay là những cái linh kiện bên trong đã thay hay không? Và khi các bạn mua máy tại Halo, các bạn hoàn toàn yên tâm là các anh kỹ thuật viên của bên đây đã check máy từ main cho đến hệ thống phần mềm, đảm bảo zin 100% cho tất cả các bạn. Cho nên khi mua máy cũ tại Halo, yên tâm nhé. Và ở tại Halo các bạn có thể có một cái không gian rất là thoáng đãng để mình có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm mới nhất đến từ Apple. Chẳng hạn như là ở đây mình đang trải nghiệm một bộ combo iMac M1 và bàn phím Magic Keyboard và Magic Mouse 2. Một cái không gian rất là thoáng đãng, mình vừa có thể là trải nghiệm vừa có thể nhìn ra được phía bên ngoài đường, nhìn rất là chill ha. Với đa dạng mẫu mã phù hợp với đại đa số người dùng từ cơ bản cho đến nâng cao, đội ngũ kỹ thuật cũng như là chính sách bảo hành rất là chuyên nghiệp, cùng với đó là các bạn nhân viên thân thiện và dễ thương. Ở Sài Gòn này, lựa chọn một địa điểm để mua những chiếc MacBook đã qua sử dụng uy tín và chất lượng. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến Halo các bạn nhé.